Xin chào các bạn. Trước khi đi ngủ thì mình phải kiểm tra lại cửa nẻo các bạn ha. Để mà giống như là coi cái dạo này bên Mỹ nó hơi căng thẳng tí xíu thì coi điện đóm cửa nẻo trước khi đi ngủ. Đó, uống tí bia lấy tinh thần. Các bạn thấy cuộc sống Mỹ sướng không? Về là ăn và nhậu, ăn và nhậu. Uống hai bạn. À, quá đã các bạn ơi. Thì trước khi đi ngủ thì mình sẽ coi cửa nẻo của nó khóa chưa các bạn. Tại vì nếu mình không khóa mất công tối ăn trộm mình vô. Chỉnh hít thì cái máy hít đó là nó nằm ở dưới basement. Nhưng mà cái đồ chỉnh đó là nó nằm trên đây. Thì trước khi mình đi ngủ mình sẽ chỉnh nó lên, chẳng hạn như là bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 12 độ C thì nó khá là lạnh, cho nên mình phải chỉnh nhiệt độ của nhà mình lên là tầm 19 độ C mình thì cho nó ấm chút xíu các bạn ha. Thì bên Mỹ là 75 độ F là ấm, 75 độ F là ấm, cái nó nói chung là nó không quá nóng, nó cũng không quá lạnh, 75 là vừa. Nhưng mà nếu mà trời nó ngoài nó lạnh quá đó thì mình sẽ cho nó lên 76 là nó đủ ấm các bạn, nó không quá lạnh, nó cũng không quá nóng, nó đủ ấm thôi. Ok thì mình cho nó lên. Ok vậy thì coi như là xong rồi, bây giờ tắt đèn đi ngủ. Ok đó, bây giờ thì cửa nẻo điện đóm. Ok xong xuôi, chuẩn bị lên phòng đi ngủ. Con vợ mập của mình bây giờ chắc nó lên thiên đường bạn. Vợ mập mình giờ chắc là lên thiên đường rồi. Đó, tắt đèn hết. Để chờ thì cái phòng dưới này á là nhà ăn với là nhà bếp, còn cái phòng ngủ của mình đó là ở trên lầu các bạn ha. Đi lên lầu để coi con vợ mình nó lên thiên đường chưa. Lên thiên đường. Ok. Thì chọn vợ mình đang coi phim. Nó đang luyện phim Hồng Kông. Thì đi lên lầu, lầu lầu 2 ha. Thì tắt đèn lộn. Ok các bạn ơi, thì trước mỗi mỗi một ngày trước khi mình đi ngủ thì mình phải làm cái công đoạn chuẩn bị để mà giống như là phòng chống ăn trộm. Ok, cái dỡ cái đi. À, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình cây súng này là cây súng gì. Cây súng này là cây súng bắn bắn chim của mình các bạn. Ở đây nó có cái ống nhòm. Thì ở trong này nó có băng đạn, mình đã tháo băng đạn rồi. Ở đây nó có cái ống nhòm. Thì khi mà mình gài cái băng đạn vô á thì cái chốt này nó sẽ bật qua. Ok. Thì cây súng này là cây súng tự động các bạn. Có nghĩa là các bạn bấm bấm. Ok, bây giờ mình sẽ okay. Thì cái băng đạn nó ở đây. Cái băng đạn này á là 9 viên đạn. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á các bạn mua súng được. Nhưng mà khi mà các bạn mua súng á, thì cái băng đạn của nó chỉ có 9 viên thôi. Thì các bạn lên Amazon á, thì nó sẽ bán cái băng đạn dài hơn. Có nghĩa là khi mà các bạn bỏ cái băng đạn vô đây á, vậy là chỉ là 9 viên thôi. Nhưng mà trên Amazon nó bán cái băng đạn dài hơn là 32 viên. Thì các bạn mua đó là bất hợp pháp. Ok. Thì cây súng này là cây súng bắn bắn tỉa các bạn. Cây súng này á, nó nhắm rất là xa các bạn ha. Nó có ống nhòm mà. Để mình nhắm vô con vợ mình này. Đây, để mình đóng toilet này. Cái này là cái toilet các bạn. Hẹn chị nhanh nãy giờ thấy hơi hôi. Ok, thì trước khi mình đi ngủ thì mình chơi với súng xíu xíu. Tập nhắm các bạn. Đó, để mình chỉ với các bạn ha. Thì bây giờ cái đề là súng, cái đề ống nhòm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi trong này có cái gì. Nó không thấy được các bạn ơi. À đây này. Đó, các bạn thấy không? Thì
mỗi 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 khi thí dụ mà tối mình đang ngủ mà mình nghe có cái gì động tĩnh á thì mình sẽ lấy ra. Ok, mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ nhầm. Đây đây coi coi có ai vô nhà mình không các bạn. Nhưng mà cái súng này á thì nó hơi bất tiện một cái là các bạn chỉ bắn, các bạn bắn bắn hụt á thì nó hơi nguy hiểm, tại vì nó chỉ mỗi một lần nó bắn ra chỉ có một viên đạn thôi, nó rất là nguy hiểm. Cho nên nếu nếu mà mình gặp địch á, nếu mà mình gặp địch á thì mình sẽ không sử dụng cái súng này. Cái súng này chỉ để đi bắn chim thôi. Ok, nhắm. Ok, nếu nếu mà thật sự mà mình gặp ăn trộm á, mình sẽ sử dụng cái súng này. Cái súng này á thì nó rất là nguy hiểm các bạn nha. Cái súng này rất là nguy hiểm, cái sức đả thương của nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình bắn nó đó là nhà mình nó sẽ banh luôn các bạn. Ok, cho nên các bạn phải cẩn thận khi mà các bạn xài súng này, nó rất là nguy hiểm nha. Cái súng này thì nó khá là đơn giản và nó khá là rẻ luôn, chỉ có 100 đô thôi. À, các bạn mở ra, các bạn bỏ cái viên đạn vô đây. Khi mà các bạn bỏ viên đạn vô đây á, các bạn đóng lại. Đó, thì thí dụ như mà tối hôm nay mà mình đi ngủ á, mà ăn trộm mà vô á, thì mình sẽ cầm cái này. Ăn trộm mà vô mình sẽ cầm cái này các bạn. Thì cái khi mà các bạn bắn bằng cái này á, các bạn không cần phải nhắm, tại vì các bạn bắn cỡ nào nó cũng trúng vô á. Các bạn bắn cái là banh xác luôn á, nên cái sức đả thương nó rất là nặng. Ok, thì cái này nó khá là dễ xài. Các bạn bỏ viên đạn vô, các bạn bóp cò, cái này nó rất là rẻ, bóp cò cái thì khi mà các bạn bóp cò mà các bạn buông nó ra đó thì nó sẽ nổ và đúng một cái luôn. Ok, còn cái cây này thì nó không có như vậy thôi ha. Ok, thì đây là Remington đó. Cái cây này thì nó cũng rất là an toàn để bảo vệ cho nhà các bạn. Thì nếu mà các bạn biết hỏng gài ở bên Mỹ á, là súng với đạn á, là nó hết hàng luôn. Súng và đạn là hết hàng luôn, tại vì người dân Mỹ đổ xô đi mua súng và đạn rất là nhiều quá. Nó tại vì họ sợ bạo động đó, cho nên họ đi mua súng rất là nhiều. Thì mình cũng mua để dự trữ đó các bạn. Đó, cho nên mình cũng đỡ sợ ha. Thì mỗi buổi tối mình đi ngủ thì mình phải coi coi cái này nó có work không các bạn. Tại vì nếu mà nó không work mà tối nay có ăn trộm là thôi xong rồi đó. Ok, thì đó đó chính là như vậy. Bây giờ mình đi ngủ các bạn ơi, tạm biệt. Thì về chuyện đạn dược á, đây là hộp đạn các bạn, hộp đạn này 100 viên. Đạn dược bên Mỹ thì nó cũng khá là rẻ, nó không có mắc. Nhưng mà hổm gài thì đạn dược coi như nó cũng rất là hiếm các bạn ha. Đó, 100 viên đạn. Viên đạn này bắn bắn cũng đỡ, cũng chết người các bạn không phải không. Cái này để bảo vệ nhà cửa để khỏi trộm. Hổm gài mình đi bắn vòng vòng chơi có mới được mấy viên à. Để về bữa nó rảnh đi bắn tiếp. Thì đạn thì nó sẽ đi theo gì thấy không đó. Nhưng mà bây giờ các bạn mà đi đi mua đạn đó là hết hàng các bạn, hết hàng rồi. Bây giờ đạn nó không còn nữa, người người dân Mỹ á, họ mua hết rồi họ thấy không. Bây giờ không có hàng cho mình mua, tại vì ở bên Mỹ đạn nó đang khan hiếm các bạn. Ai 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 cũng đổ xô đi mua hết chứ, không có tới mình cũng muốn đi mua nữa, nhưng mà mình khi mà mình đi tới thì nó hết hàng rồi, cho nên mình không có mua được. Đó, 100 viên đạn luôn, không bắn bắn sướng các bạn, đã lắm các bạn ơi. Trời, cái này bắn headshot là sướng nha. Đó, phải không? Cái này bắn thì này bắn cho vui thôi, nhưng nó cái mức sát thương của nó không có nhiều các bạn. Bắn bắn chơi chơi thôi. Bắn hù hù tụi nó thôi.
5 viên đạn. Đạn đồng đen. Em nào muốn ăn kẹo thì anh cho em ăn kẹo. Đây coi giờ này có bao nhiêu viên? 1 2 3 4 5 5 10 15 20. Tổng trong này có 100, tổng cộng 100 viên các bạn nhé. Không ngờ mình bắn không ngờ trời lạnh cho nên mình không có đi bắn các bạn ha. Ok, thôi giờ cắt cho đi. Tạm biệt các bạn. Ở Mỹ này các bạn đi tập bắn súng cũng vui lắm các bạn. Đi tập bắn súng cho vui, đúng không? Để cho mình biết thêm một cái môn nữa. Ok. Tại giờ tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Bây giờ mình đi ngủ nhé.